hé lộ thế giới ngầm của bộ thoát y tại Tokyo. Trò chuyện với một vũ nữ thoát y giấu tên tại Tokyo, Kashi, blogger của SWJ biết rằng những phụ nữ làm nghề này được gọi là hotties. Họ được coi là những gây xa thời hiện đại. Đàn ông tìm đến các câu lạc bộ thoát y tại Nhật Bản để trả tiền cho một cô gái châm điếu, rót rượu và vuốt ve cái tôi của họ. Họ cũng rút hầu bao để mời cô ấy đi ra ngoài ăn tối trước ca làm việc. Dịch vụ này gọi là Dohan. Tại quận Roppongi và nhiều chốn ăn chơi nổi tiếng khác tại Tokyo, hotties mồi cho khách trả tiền châm banh và kéo họ về câu lạc bộ. Ít người đàn ông nào biết rằng các cô gái này được hoàn phí cho toàn bộ đồ ăn và thức uống họ đã dùng. Số tiền có thể lên tới 60% giá trị hóa đơn. Như nhiều đất nước khác, Nhật Bản quản lý chặt chẽ ngành công nghiệp người lớn. Sau khi cái chết của Lucy Blackman và một vài hotties người nước ngoài được công bố, chính phủ càng thắt chặt những lệnh cấm. Điều này đẩy sâu những câu lạc bộ thoát y vào thế giới ngầm, dẫn tới việc những hotties phải hoạt động chui và bị ăn bớt tiền công. Chính sách này khiến những hotties là người nước ngoài khó hành nghề hơn vì thu nhập giảm và gặp nhiều rào cản nếu cần giúp đỡ khi bạo hành. Những nữ vũ công thoát y quốc tế có thể kiếm tới 10.000 đô la Mỹ một tháng mà không phải lo ngại đóng thuế tại nước sở tại hay chịu sự quản lý của chính quyền quê nhà. Kashi trao đổi với nhiều người phụ nữ trên về thu nhập của những vũ công thoát y tại Tokyo. Có những nơi chỉ nhận người Nhật, có những nơi tuyển cả người ngoại quốc. Điểm chung của những nơi này là các vũ nữ được trả tiền để ăn uống và hát karaoke. Một ca làm việc của những vũ nữ hoạt động chui bắt đầu từ 20 giờ khi họ mặc đầy đủ quần áo. Họ nhảy lên sàn cho tới 1 giờ, tiếp rượu khách tới 4 giờ và dẫn khách đến quán karaoke, nhà hàng hay quán bar cho tới 8 đến 9 giờ ngày hôm sau. Người vũ công chia sẻ rằng cảnh sát biết sự hiện diện của những câu lạc bộ thoát y ngầm, song họ không thể ngăn cấm hoạt động kinh doanh này. Cảnh sát không được phép vào những câu lạc bộ thoát y vào giờ đóng cửa để kinh doanh. Nhiều nơi không có tên trên bản đồ và chỉ những ai có giấy mời mới có thể tìm ra. Phụ nữ làm việc tại đó ăn lương theo giờ, cộng tiền uống rượu. Họ buộc phải ra ngoài ăn uống với khách và được trả thêm từ 5 đến 10.000 yên, tức là từ 1 đến 2 triệu đồng cho mỗi cuộc hẹn. Nhiều vũ công kể với Kashi về môi trường làm việc khắc nghiệt của họ khi phải uống và nhảy liên tục. Một cô gái chia sẻ, mỗi tối cô phải tự uống hết 3 chai sâm panh. Điều này thách thức cả những người có tầm vóc gấp đôi chiều cao 1,54m của cô.